Đây là vấn đề khá là quan trọng. Nếu như quý vị mà không đấu cái chân S gạch S, nghĩa là chân số 6 này vào âm nguồn thì motor nó sẽ không chạy mà nó chỉ... Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì cách đây 2 hôm tôi có nhận được một gói bưu phẩm của một vị khán giả. Đấy. Đó chính là bạn Quốc Việt ở Vĩnh Phúc. Và hôm nay thì tôi cũng lại tiếp tục nhận một gói bưu phẩm nữa cũng là của bạn Quốc Việt. Và bạn Quốc Việt này có rất là nhiều motor cho nên là đã gửi tặng cho tôi một ít với mong muốn là tôi sẽ mở ra và kích chạy những chiếc motor này rồi chia sẻ lại cho bạn Quốc Việt cũng như là một số anh em. Thì hôm nay tôi sẽ mở ra coi xem như thế nào và tôi sẽ kích chạy thử nhé. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ mở chiếc gói lớn này xem thế nào. Wow. Đấy, đó chính là 2 chiếc motor bước các bạn ạ. Đây. Đây là 2 chiếc motor bước cũng khá là to đấy. Chiếc motor bước này thì có khi là tôi sẽ phải hẹn với bạn Việt và quý vị vào những video sau bởi vì tôi cũng chưa nghiên cứu đến những chiếc motor bước này. Thì tôi cũng đã có rất là nhiều những chiếc motor bước này nhưng mà tôi cũng chưa nghiên cứu và cũng chưa có kế hoạch để chia sẻ với quý vị bởi vì tôi phải nghiên cứu kỹ rồi làm tất cả mọi thứ thì tôi mới chia sẻ với quý vị được. Thông thường thì khi nào mà có kết quả tốt thì tôi mới chia sẻ với quý vị. Rồi thì 2 chiếc motor này thì tôi sẽ hẹn ở những video sau sau nữa. Thì sau khi tôi nghiên cứu được thành công ổn định ok rồi thì tôi sẽ lại chia sẻ với quý vị. Và đây bây giờ là gói bưu phẩm nhỏ hơn thì tôi sẽ mở ra xem nó như thế nào nhé. Đúng rồi, nó là một chiếc motor. Motor này là motor dạng 2 tầng. Rồi, thì tôi sẽ kích chạy chiếc motor này. Cái này thì làm được. Cái này có khi là sẽ nhanh thôi. Thì bây giờ trước tiên là tôi sẽ kiểm tra xem các cái ký hiệu. Đây rồi. Đây nha quý vị. Các cái ký hiệu mà nó sẽ ghi ở phía bên hông của motor này. Để quý vị có thể xem này. Có chân CLK. Chân 1 là SG này, chân thứ 2 là 5V. Chân thứ 4 là CLK. 5, 6, 7. Số 7, số 8 là âm nguồn. Số 9, số 10 là dương nguồn 24V. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ tìm xem có cái rắc có thể cắm vào được không. Cái rắc này thì dài quá. Thì chắc có lẽ là tôi sẽ phải hàn dây vào thôi. Rồi, quý vị đợi một chút nhé. Đây là phía bên trong của nó. Bây giờ tôi sẽ tháo hết bọn này ra. À, khi mà tháo ra thì tôi phải cắt cái lớp keo mà tản nhiệt giữa con IC này xuống dưới này. Rồi. Thì đây là phần mạch của nó. Mạch của nó là mạch 2 tầng nhé. À, tôi tạm gọi con motor này là mạch 2 tầng. Thì đây, phía lưng của nó có chân SG. Chân 1, chân 2 là chân 5V. Chân thứ 4 là chân CLK. Và chân số 7, 8 là chân âm nguồn 24V. Chân 9, 10 là chân dương nguồn 24V. Rồi thì bây giờ tôi sẽ... Do không có cái rắc để cắm vào đây cho nên tôi sẽ hàn dây trực tiếp vào trong này. Rồi và bây giờ tôi đã hàn xong dây và tôi xin nhắc lại một lần nữa là chân số 2 là chân 5V. Có nghĩa là cái dây đỏ đỏ này này là dương nguồn 5V vào. Và chân màu xanh này là chân số 4
chân CLK nhé. Còn lại là chân 7, chân 8 là chân âm nguồn và chân 9, 10 là chân dương nguồn 24 vào. Và tôi xin quý vị và các bạn hãy lưu ý một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là chân kích chạm cho chiếc motor này. Đó chính là chân số 6, là chân SS. Đây quý vị có thể xem này, S gạch ngang S. Thì chân này là chân số 6 nhé. Nếu đếm từ trên xuống thì cái chân này tôi đã câu thẳng vào âm nguồn, vì cái motor này là motor kích âm thì nó mới chạy nhé. Đây là vấn đề khá là quan trọng. Nếu như quý vị mà không đấu cái chân S gạch S, nghĩa là chân số 6 này vào âm nguồn, thì motor nó sẽ không chạy mà nó chỉ cứng cái motor lại thôi. Đấy, thì quý vị lưu ý nhé. Nếu như mà quý vị nào mà có chiếc motor tương tự như thế này thì các vị hãy yên tâm là đấu 4 giây. Như tôi vừa mới nói, chân số 2, chân số 4, chân số 6, 7, 8 đấu chung với nhau, và chân số 9, 10 là chân dương nguồn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp chiếc motor này lại và thử xem thế nào nhé. Thì trước khi lắp, tôi sẽ bơm một chút keo tản nhiệt vào cái. Rồi, sau khi ốp vào thì keo tản nhiệt nó sẽ phình ra thôi. Rồi thì tôi vừa mới chia sẻ cách đấu dây cho chiếc motor mạch 2 tầng trục 8 ly này. Và bây giờ để kích chạy cho chiếc motor này thì tôi sẽ dùng một bộ mạch xung IC555. Thì cái bộ mạch này tôi cũng đã làm rất là nhiều, và lát nữa tôi sẽ để đường link phía dưới cho quý vị tham khảo. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đấu dây vào phía trong này bằng các cái dây tương ứng. Sau khi đấu dây xong thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn để chạy thử. Đây là âm nguồn này, và đây là dương nguồn. Đấy, như vậy là motor đã chạy rồi và đang chạy với tốc độ chậm. Thì bây giờ tôi sẽ tăng tốc lên xem thế nào. Vâng, đã chạy rất là khỏe thưa quý vị, nhưng mà ở ngoài nó quay tít như thế mà bên trong tôi thấy nó chưa được mạnh lắm. Đây, tôi sẽ dán cái phần này lên cho quý vị nhìn cho nó rõ. Bây giờ tôi sẽ lại cấp nguồn lại tiếp. Đấy. Vâng, nhìn qua camera thì nó quay không được nhanh lắm, nhưng mà ở bên ngoài tôi thấy nó quay nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ xong cách kích chạy motor 2 tầng mạch trục 8 ly này bằng mạch dao động tự chế. Mạch này thì dùng IC555, và tôi có ghi lại cái bảng ký hiệu chân của chiếc motor này. Thì quý vị lưu ý là chân số 2 là chân dương nguồn 5V, chân số 4 là chân dao động CLK, và chân 6, 7, 8 là đấu với nguồn âm 24V, và chân 9, 10 thì đấu với nguồn dương 24V. Rồi thì video của tôi cũng tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới bạn Quốc Việt đã gửi cho tôi chiếc motor này để tôi nghiên cứu và chia sẻ thêm kinh nghiệm cho anh em. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cũng như là theo dõi kênh của tôi. Xin chào và hẹn quý vị ở những video sau.